Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giản lý ạ. Dạ, con kính bạch sư, trên cõi Phạm Thiên có nhà cửa và cây cối phong cảnh như cõi nhân gian không ạ? Rồng Naga có hình dáng giống như rồng trong văn hóa truyền thuyết Việt Nam Trung Quốc không ạ? Trên cõi Phạm Thiên thì ở trong những cái tòa lâu đài bằng châu báu, bằng pha lê, bằng vàng, bằng ngọc, cũng giống như trên cõi trời, trên các cõi trời cũng có những cái tòa lâu đài cung điện bằng ngọc, nhưng mà tất cả những cái điều này đều do hóa hiện ra, đều do cái công đức, đều do những cái công phước lành mà tự hóa hiện ra, chứ không cần phải xây dựng, không cần phải thợ thuyền, không cần phải thiết kế gì hết, mà tùy theo cái phước của mỗi vị khi sinh lên đấy thì những cái lâu đài nó đã hóa sinh cùng với cái lúc mà bị đó tái sinh. Có thể là có những cái người mà lúc mà mình đang làm việc phước nó đã hóa sinh ra những cái cõi lâu đài rồi, còn những người cõi Phạm Thiên nó cũng sẽ có những cái lâu đài hóa sinh thì đều có những cái cảnh vật cây cối, nhưng mà những cái cảnh vật cây cối đấy cũng là bằng châu báu, bằng vàng bạc, bằng những cái đồ rất là thanh tịnh cao quý, cũng là do cái phước của cái sự làm việc phước lành mà nó hóa sinh thì đều có nhá. Những cái cảnh vật đó rất là huy hoàng và rạng rỡ, sáng tỏa những cái hào quang còn sáng hơn cả mặt trời mặt trăng, chiếu sáng vào thế gian của con người này. Những cái lâu đài đấy rực rỡ lung linh, có hào quang ánh sáng trong thân những vị Phạm Thiên cũng suốt là những cái hào quang ánh sáng sáng hơn mặt trời mặt trăng rất nhiều. Đấy là cõi Phạm Thiên hay cõi Chư Thiên thì cũng gần gần như vậy, mà Phạm Thiên thù thắng hơn là cõi Chư Thiên nữa. Còn hàng rồng Naga thì là khi sinh ra thì vị đấy có những vị Naga là hóa sinh, có những vị Naga thì thai sinh, có những vị Naga thì từ trứng sinh, có những vị thì Naga cũng có nhiều những cái hạng sinh ra như thế, thì đa số là những hạng Naga hóa sinh là các vị rồng. Khi sinh ra thì mang cái thân rồng thì rất là nhiều giống rồng khác nhau, chứ không phải là không có những cái rồng giống như trong văn hóa Trung Quốc là có, bởi vì là cái thời xưa cách đây mà hàng mấy nghìn năm trước thì con người lúc đấy có cái tâm linh cao hơn bây giờ, thì thường là các cái vị thiên thần sẽ sống hòa nhập với con người rất là nhiều, là có cái sự giao tiếp lẫn nhau nhiều hơn thời bây giờ, cho nên là cái người dân gian người ta tiếp xúc với rồng là rất nhiều người thấy, rất nhiều người tiếp xúc, rất nhiều người gặp gỡ, cho nên là người ta đắp lên những cái hình tượng là rồng Naga mà còn giống như là thời bây giờ, là do là có thật, là người ta có tiếp xúc được, người ta có thấy được các cái vị rồng như thế. Nó trải qua mấy nghìn năm càng về cái thời bây giờ thì do cái tâm con người ô nhiễm hướng về vật chất nhiều, cái đời sống tâm linh ít đi, cái sự giao tiếp giữa các cái vị chư thiên thiên thần đối với con người nó càng ít đi, nhưng người ta không thấy được nữa, cho nên là cái sự tiếp xúc với nhau nó ít đi thôi, nhưng mà điều đó là có thật. Thì rồng Naga cũng giống như con người, có rất nhiều hàng, rất là nhiều loại, rất là nhiều cái hình tướng khác nhau, chứ không phải là một loại đấy, chứ không phải là chỉ có một cái loại giống như đắp trên hình vẽ đó, mà còn có những cái hàng Naga giống như vậy, cũng có hàng Naga thì khác như vậy nữa, nhưng mà các vị đấy cũng thường xuyên biến thành thân người rất nhiều. Các vị Naga có thể là có những lúc bị ngủ thì bị đó biến thành Naga, nhưng mà bị thức thường thường là các vị đấy sẽ biến thành thân giống như thân người, cho nên là có những vị Naga người ta biến thành thân người, người ta nên có nhân gian, người ta có thể sinh sống như con người bình thường được, nhưng mà chỉ có điều là lúc nào mà ngủ say, ngủ mà ngủ trong chánh niệm thì nó có thể giữ được thân người, nhưng mà ngủ mà mất chánh niệm thì có thể là bị đó sẽ biến hình thành Naga trở lại. Đấy là cũng có những trường hợp như thế.